Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở trong những phút sắp tới đây. Phía Thủy Tiên làm rõ ồn ào chỉ để tên cá nhân ở thuyền máy từ thiện. về thương chào tạm biệt khán giả trong buổi phát lương thực cuối cùng. Miền Bắc đón đợt không khí lạnh sớm từ cuối tháng 9, dự báo mùa đông sẽ lạnh hơn năm ngoái. Người phụ nữ ở Lai Châu tử vong gần lán ruộng nghi bị sát hại. Tạm giữ hàng chục nghìn món đồ chơi không rõ xuất xứ ở Nam Định. Truy sát trong đêm, thanh niên tử vong do bị dao xuyên đầu. Tổng thống Nga Putin tự cách ly vì liên quan một ca Covid-19. Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên. Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn dân tránh bão tràn thu. Ngay sau đây là phần tin chi tiết phía thủy tiên làm rõ ồn ào chỉ để tên cá nhân ở thuyền máy từ thiện trong quãng thời gian đợi vợ chồng công vinh thủy tiên sau kê thì có những tranh cãi diễn ra xoay quanh việc họ làm từ thiện mới đây nhất là chi tiết cả hai để tên vợ chồng trên 10 chiếc thuyền máy trao cho bà con lúc này cộng đồng mạng tranh cãi tên của mạnh thường quân ở đâu câu chuyện này sớm được phía nhân vật chính giải đáp cụ thể trên trang fc nữ ca sĩ có bài viết khá dài Nơi này cũng là một trang chia sẻ rất nhiều về quá trình từ thiện của Thủy Tiên và hai vợ chồng cô, cũng dẫn lại các bài viết để khán giả hiểu rõ thêm. Từ phía đại diện, giọng qua gốc Kiên Giang nói rõ về cách để tên trên 10 chiếc thuyền máy. Được biết hiện vật này được mua sau một tháng. Kết thúc chuyến đi miền Trung, vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Thủy Tiên đã dùng tiền cá nhân và ủng hộ tỉnh Quảng Trị 10 chiếc thuyền máy và bàn giao vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Nói về ồn ào vợ công vinh quên mạnh thường quân, chỉ gắn tên riêng, bài viết từ FC cũng khẳng định thêm, Thủy Tiên chưa bao giờ quên đi các mạnh thường quân đáng quý cả, kể cả trong các buổi phát tiền hỗ trợ cho bà con miền Trung. Mọi người có thể tìm xem các clip livestream Thủy Tiên luôn cảm ơn và nhắn gửi số tiền mình mang đến cho bà con là số tiền được đóng góp từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước, không phải tiền cá nhân. Việt Hương chào tạm biệt khán giả trong buổi phát lương thực cuối cùng. Việt Hương là một trong những nghệ sĩ rất sông sáo giúp đỡ người dân khó khăn trong mùa dịch. Hoạt động thiện nguyện nhiệt tình suốt thời gian qua, nữ danh hài thông báo với khán giả về việc tạm ngừng tặng thực phẩm từ ngày 15 tháng 9. Trong ngày cuối, vợ chồng cô nhanh chóng mang số lượng lớn quà đến từng địa phương để trao cho bà con. Trong livestream, Việt Hương tiếp tục cập nhật tình hình làm từ thiện của mình. nhưng đã thông báo từ trước, cô sẽ tạm ngưng việc phát thực phẩm. Nhân buổi phát trực tiếp này, nữ danh hài gửi lời chào tạm biệt đến khán giả đã đồng hành cùng mình trong hành trình hơn 2 tháng qua. Xin phép chào mọi người, chào tất cả các bạn đã theo dõi Việt Hương với hành trình hơn 2 tháng qua để đồng hành cùng bà con nghèo. Việt Hương xin khép lại chuyến thiện nguyện này. Hôm qua Việt Hương cũng gửi lên các mái ấm, đặc biệt khi Việt Hương nói gửi bà con bánh trung thu thì có một công ty cũng gửi thêm cho 1.500 bánh nữa. Tất cả các bánh, kẹo, thuốc Việt Hương sẽ gửi cấp tốc liền trong 1 đến 2 ngày nữa. Chúng tôi không nhận tin nhắn nữa, nữ dành hài chia sẻ. Về lý do dừng hoạt động tặng thực phẩm, Việt Hương tâm sự, thứ nhất bảo toàn sức khỏe, thứ hai là giảm tình hình để làm ông xã nữ danh hài Trần bị thương, sưng nặng đi lại cả nhắc nhưng vẫn đồng hành cùng vợ trong chuyến trở lương thực đi tặng. Miền Bắc đón không khí lạnh sớm từ cuối tháng 9, dự báo mùa đông sẽ lạnh hơn năm ngoái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay có xu hướng thấp hơn so với năm 2020. Cụ thể, các chuyên gia dự báo, rét đậm rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 2 năm 2022. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn, trong mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Dự báo trong tháng 10 và tháng 11, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Còn tháng 12 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022, tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ. Các tỉnh từ Trung Bộ trở vào đến phía Nam, nhiệt độ trung bình ở mức sấp xỉ. So với trung bình nhiều năm, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021. Ngoài ra, từ giữa tháng 9 đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông, khả năng xuất hiện khoảng 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiều khả năng trong tháng 1 năm 2022 vẫn còn xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam biển Đông, có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Người phụ nữ ở Lai Châu tử vong gần lán ruộng nghi bị sát hại. Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong gần lán ruộng ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên nghi bị sát hại. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 9, người dân tại xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, Lai Châu, phát hiện chị HTX, sinh năm 1972, trú tại bản Cáp Na Ba, xã Tà Hừa, tử vong cách lán ruộng trồng trè của gia đình khoảng 100 mét. Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Than Uyên vào cuộc, tập trung điều tra làm rõ vụ án. Đến 3 giờ sáng ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã cơ bản khám nghiệm xong hiện trường và tử thi, đồng thời bàn giao thi thể người xấu số về cho gia đình mai táng. Hiện công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tập trung cao độ để xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Tạm giữ hàng chục nghìn món đồ chơi không rõ xuất xứ ở Nam Định. Chiều 14 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã đột kích kiểm tra, phát hiện, tạm giữ một kho hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng rất lớn ở khóm 1, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Kho hàng có diện tích khoảng 300 mét vuông, có hai tầng, nằm sâu trong một con ngõ ở xã Kim Thái. Lực lượng chức năng ghi nhận ở đây chứa hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em với đủ các loại từ máy bay, ô tô điều khiển từ xa cho đến súng, búp bê siêu nhân. Nhãn gốc trên các sản phẩm in bằng tiếng nước ngoài, không có tem hợp quy và nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam lượng hàng hóa này chuẩn bị được đem ra tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu sắp tới ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý kho hàng là bà Trần Thị Huyền, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định, không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ các sản phẩm đồ chơi tại kho hàng. Số lượng sản phẩm lớn đến mức phải đóng vào gần 200 thùng các tông và mất đến 14 chuyến xe tải loại 1,25 tấn để chuyên trở về nơi tạm giữ truy sát trong đêm, thanh niên bị tử vong do bị dao xuyên đầu. Nguồn tin từ công an thành phố Thanh Hóa cho biết, đêm 13 tháng 9 trên địa bàn thành phố đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là nam thanh niên bị chém tử vong, dao cắm thẳng vào đầu. Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ tối 13 tháng 9 tại khu phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Nhiều người dân chứng kiến cho biết một thanh niên bị nhóm người cầm hung khí rượt đuổi. Sau khi hạ gục thanh niên bằng nhát dao cắm thẳng vào đầu, nhóm người kia rút chạy. Nạn nhân ngay sau đó được người dân, công an phường Đông Thọ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã nhanh chóng tử vong. Hung thủ gây ra vụ việc cũng đã bị công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ ngay trong đêm. Vụ việc đang được công an Thanh Hóa mở rộng điều tra những đối tượng liên quan. Tổng thống Nga Putin tự cách ly vì liên quan một ca Covid-19. Trong một tuyên bố gửi các nhà báo hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 9, điện Kremlin xác nhận thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải tự cách ly sau khi ít nhất một người thân cận mắc COVID-19. Phát biểu trước các phóng viên, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống hiện vẫn khỏe. Việc cách ly sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ông Putin, nhưng ông tạm thời sẽ không thể trực tiếp tham gia một số sự kiện. Theo RT, ông Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Dushanbe, Tajikistan vào cuối tuần này. Một trong những chủ đề chính của hội nghị là tình hình Afghanistan. Tuy nhiên, do phải tự cách ly, ông Putin được cho là sẽ tham gia các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến. Thông tin về việc tự cách ly của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga tiết lộ rằng đã có một số người thân cận với ông mắc COVID-19 nên có thể ông phải tự cách ly theo khuyến cáo. Tổng thống Nga Putin đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu năm nay. Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Nga tiết lộ loại vaccine ông được tiêm là Sputnik V do Moscow sản xuất. Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên Tàu ngầm Doosan An Trang Hồ mới đã tiến hành thành công vụ thử nghiệm phóng dưới nước trong tuần trước, sau khi các cuộc thử nghiệm tương tự được tiến hành từ một xà lan nổi hồi tháng 8. Johab dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết. Sau khi thực hiện các cuộc thử nghiệm bổ sung, SLBM sẽ được sản xuất hàng loạt. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận thông tin chi tiết vì các lý do an ninh. Cơ quan phát triển Quốc phòng Hàn Quốc cũng không bình luận về thông tin trên. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2022-2026, trong đó kêu gọi phát triển các loại tên lửa mới có sức mạnh hủy diệt được tăng cường đáng kể. Hiện có 7 nước phát triển SLBM, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ và Triều Tiên. Theo Reuters, tất cả những nước này đều có kho hạt nhân để trang bị cho SLBM. Không giống tên lửa thông thường triển khai trên mặt đất, SLBM khó phát hiện hơn do được phóng từ tàu ngầm trong các cuộc tấn công bất ngờ. Theo John Hubb, Tên lửa thông thường mới được thử nghiệm của Hàn Quốc có mật danh HUNMO 44 và được cho là biến thể của tên lửa đạn đạo HUNMO 2 b có tầm bắn khoảng 500 km. Trung Quốc sơ tán hàng trăm nghìn dân tránh bão tràn thu theo Trung tâm Khí tượng thành phố Thượng Hải, bão tràn Thu được dự báo sẽ vẫn hoạt động trên vùng biển cách thành phố này từ 100 km đến 200 km về phía đông từ đêm 13 đến 15 tháng 9 trước khi suy yếu và di chuyển theo hướng đông bắc vào ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão, các khu vực của Thượng Hải được dự báo sẽ có lượng mưa lên tới 250 mm khoảng thời gian trên. Ngoài việc sơ tán người dân, Chính quyền thành phố đã hủy bỏ 150 chuyến xe buýt đường dài, đình chỉ một số dịch vụ qua cảnh hàng hải và đường sắt, đồng thời đóng cửa 112 điểm du lịch cơn bão gây sóng cao đến 8 mét tại vùng biển gần Thượng Hải vào chiều cùng ngày. Các tuyến tàu điện ngầm tại Thượng Hải đã tạm dừng hoạt động, trong khi tất cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ nghỉ học cho đến hết ngày 14 tháng 9. Chính quyền thành phố Chiết Giang cũng đã ra cảnh báo khẩn cấp mức cao nhất vào ngày 13 tháng 9, đóng cửa trường học, dừng các chuyến bay tại một số thành phố. Thành phố Chiết Giang ban bố cảnh báo lũ quét tại nhiều huyện, trong khi cảng Ninh Ba phải dừng hoạt động từ trưa 12 tháng 9. Dự báo bão Chan Thu sẽ gây mưa với lượng mưa từ 250 đến 280 mm tại một số khu vực thuộc tỉnh Giang Tô, phía bắc tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Bản tin trên cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của kênh tin tức 24 giờ.